Xin chào và cảm ơn các bạn đã dành thời gian ghé thăm kênh YouTube của tụi mình. Hôm nay đã là tháng 4, bắt đầu của mùa xuân nhưng trời vẫn còn khá lạnh. Là mùa xuân nên bọn mình muốn gửi đến các bạn một video nhỏ về loài hoa có màu sắc và cái tên rất quen nhưng cũng khá là lạ. Đó chính là cây mai Mỹ. Mai Mỹ là một trong những loài hoa đầu tiên nở hoa vào những ngày bắt đầu của mùa xuân. Mai Mỹ vàng tươi, rực rỡ và nở được rất lâu. Từ đầu tháng 3 cho đến hết tháng 4, đi đâu bạn cũng có thể thấy cái màu vàng rất sáng này. Những cánh hoa bé xíu dễ thương xếp hàng dài, từ gốc lên tới ngọn. Với những người trông ngóng mùa xuân thì một gốc mai Mỹ trong vườn là điều khá tuyệt. Khi những nụ hoa bé bé bắt đầu chuyển vàng, cũng là lúc bọn mình nghĩ về việc xếp lại đống áo ấm dày cộm để nói lời tạm biệt mùa đông. Quanh nơi bọn mình ở, mai Mỹ được trồng rất nhiều trong công viên, trước sân, bên hiên nhà hay thậm chí là mọc dại ở các hàng rào. Tết âm lịch của Việt Nam thì Canada vẫn còn giá lạnh. Cây mai Mỹ ngoài vườn giống như những cành khô. Bên này trước Tết khoảng 2 tuần, người Việt mình thường cắt một ít cành mai cắm sẵn vào bình. Vì trong nhà ấm hơn nên đến Tết âm lịch, cả nhà sẽ có một bình mai để chưng với bánh mứt và để nhớ đến những cành mai vàng rực rỡ của Sài Gòn. Khi hoa tàn, bọn mình thường cắm những cành này ra đất, và chỉ đơn giản vậy là bọn mình đã có thêm một cây mai nhỏ xinh trong vườn nhà. Mai Mỹ rất dễ cắm, mình chỉ cần xếp chúng vào bình và chúng sẽ đẹp bất kể trật tự sắp xếp như thế nào. Cắm xong, mình thường đặt chúng bên bệ cửa sổ, nơi yêu thích mà mình hay ngồi đọc sách hoặc ngắm người qua đường. Mình cũng thường hay đặt những bình hoa này lên trên chiếc đàn piano. Mình có cô con gái nhỏ và mấy cháu gái đang du học. Đứa nào cũng đàn rất hay, nên đây là một không gian mà cả nhà mình hay quây quần. Những cành hoa vàng rực rỡ đến cùng với mùa xuân. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và hẹn gặp lại các bạn. Bọn mình xin chúc các bạn một ngày tốt lành.